Thiên Hào Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Thiên Hào Audio sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn dây dẫn Alpha Line 2 đến từ hãng sản xuất phụ kiện nổi tiếng của Nhật Bản, đó là Futech. Futech thì đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các phụ kiện hỗ trợ cho các thiết bị âm thanh của bộ dàn đạt được hiệu quả âm thanh tối ưu. Và Alpha Line 2 là một bộ dây tín hiệu sử dụng chuẩn đầu jack RCA. Ở đây mình đang có bộ dây có chiều dài là 1 mét. Nó có giá bán tại Thiên Hào Audio là 3.500.000 đồng. Và đây thực sự là một bộ dây chính hãng, có chất lượng rất tốt, đến từ một hãng cực kỳ nổi tiếng của Nhật Bản. Ở đây cảm quan mình cảm nhận được là thấy ngay sự ấn tượng trong những cái đầu jack này. Để mà nói thì Futech là một hãng cực kỳ nổi tiếng trong việc sản xuất cả những cái đầu jack nữa, cho nên những cái đầu jack cắm của dây Futech thì đều có phần ưu thế vượt trội hơn so với các cái hãng làm dây khác cũng ở tầm giá này. Vì vậy là quý vị các bạn sẽ được một cái lợi đầu tiên là được cái jack cắm có phần là tốt hơn so với các hãng khác ở cùng tầm giá. Và với cái đầu jack này thì khi chúng ta cắm chúng ta sẽ nới lỏng ra một chút. Đây, như thế này là nới lỏng ra để cắm rút cho nó dễ, không gây tổn hại đến phần jack cắm của bộ dàn. Và sau khi chúng ta cắm chặt rồi chúng ta sẽ siết lại để cố định vị trí lại. Đó, chúng ta sẽ có như vậy là với 3.500.000 đồng, quý vị các bạn có một cái bộ dây tốt mà chủ yếu ở đây là có 4 cái đầu jack cực kỳ cao, chất lượng rất là tốt. Và khi mà được trải nghiệm qua các đầu jack thì mình nhận thấy là cái chất lượng của đầu jack nó tác động không nhỏ tới chất lượng âm thanh truyền dẫn bởi cả cái bộ dây dẫn đó. Và ngoài ra ở đây chúng ta cũng có cái chiều cắm. Đây, cũng có chiều cắm, chính là cái chiều mũi tên này. Đấy, đây là chiều mũi tên. Chúng ta sẽ cắm theo cái chiều mũi tên này. Và dây dẫn này thì sử dụng chất liệu đồng rất tốt. Theo như hãng ghi ở đây là đây, fine. Đây tức là loại đồng chất lượng cao, được xử lý qua cái quy trình gọi là Alpha Process, tức là quy trình làm lạnh nhanh. Đây là một cái quy trình công nghệ cao mà chỉ có ở Futech, Alpha Process. Và với 3.500.000 đồng thì đây là một sự chọn rất tuyệt vời trong tầm giá. Kính mời quý vị các bạn chúng ta hãy qua Thiên Hào Audio để có thể sở hữu cho mình những bộ dây dẫn chất lượng cao với giá thành hợp lý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.